thưa quý vị và các bạn sáng nay tại khu công nghiệp thăng long vĩnh phúc công ty cổ phần lumi việt nam long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà máy lumi smart factory nhà máy sản xuất thiết bị iot smart home dự lễ khánh thành có đồng chí bùi thế duy ủy viên dự quyết trung ương đảng thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng đông đảo các tập đoàn công ty đối tác nhà phân phối lumi việt nam Nhà máy Lumi Smart Factory được khởi công từ đầu năm 2022 với quy mô 6.000 m2, có tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Không chỉ sản xuất các thiết bị Smart Home, thiết bị chiếu sáng, lighting cho Lumi Việt Nam, Lumi Smart Factory còn mở rộng kinh doanh các lĩnh vực, thiết kế và sản xuất sản phẩm theo yêu cầu, sản xuất theo một thiết kế hoặc thông số kỹ thuật do khách hàng cung cấp và các dịch vụ sản xuất điện tử cho các đối tác trong nước và quốc tế. Lumis Smart Factory sở hữu quy trình quản lý sản xuất chuyên nghiệp, tiêu chuẩn, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, dịch vụ tư vấn thiết kế trọn gói, chuỗi cung ứng đa dạng và đặc biệt là đội ngũ nhân sự chuyên môn cao trên 5 năm kinh nghiệm. Nhà máy được đầu tư mạnh mẽ với trang bị các thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến từ các cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới như Mỹ, Nhật Bản, đồng thời áp dụng quy trình sản xuất chuyên nghiệp với dây chuyền công nghệ sản xuất lắp ráp bản mạch in PCBA theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Nhờ đó mỗi năm, công suất thiết kế của Lumi Smart Factory đạt 1 triệu thiết bị Smart Home, 500.000 thiết bị chiếu sáng thông minh và hàng triệu thiết bị IoT khác. Trước đó, Lumi đã từng là đối tác sản xuất thiết bị IoT cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới như Itex, e Israel, Hoga Control Ấn Độ, Eureka, Ấn Độ, Eris Úc. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ban lãnh đạo doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động từ khi khởi nghiệp cho đến nay. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Lumi Việt Nam trong việc kết nối với các quỹ đầu tư, các thị trường mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sở hữu trí tuệ từ đăng ký bảo hộ cho đến hỗ trợ hướng dẫn chiến lược phát triển tài sản trí tuệ hỗ trợ tìm kiếm các công nghệ tiên tiến trên thế giới và những vấn đề về tiêu chuẩn đo lường chất lượng chuyển giao công nghệ đối với doanh nghiệp. Tiếp đó, các đại biểu đã tham quan toàn bộ nhà máy, các dây chuyền sản xuất hiện đại và showroom trưng bày các sản phẩm gia công mạch, sản phẩm hoàn thiện của Lumi Việt Nam.